các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn một cái lịch vạn niên. Cái này trên thị trường bán nhìn thấy rất là đẹp, giá của nó khoảng tầm hơn 200.000 thôi. Mình đi đến từng cái nhá. Từ đầu là ngày này, tháng này, năm thứ này, giờ phút này. Đây là hiển thị về âm lịch này. Đây là nhiệt độ. Nhiệt độ ở đây thì nó dùng cái con cảm biến ETC chở nhiệt. Con này có chức năng điều khiển từ xa này. LED ở đây thì LED giờ phút thì nó đang sử dụng LED 0.8. Còn ngày tháng thì sử dụng LED 0.56. Ở đây có cái ưu điểm rất là hay là mạch này sử dụng DS3231. Cái sự sai số của con này rất là ít so với con DS1307. 307 thì ngày 1-2 giây. Con này thì tháng theo mình làm thì nó chỉ khoảng tầm 3-4 giây thôi. Nhìn rất là đẹp. Mạch này thì hiện tại đang sử dụng nguồn 12V. Đây cũng một con một áp 18.5 nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đưa vào xem nó hoạt động như nào nhé. Ở đây có một cái pin. Pin này mình cần lắp pin cho nó. Pin này là pin nó sẽ có tác dụng khi mà cái nguồn 12V kia bị mất thì nó sẽ nuôi cho mạch. Các bạn lắp đúng chiều nhé, dương là cộng lên trên. Đây là nguồn 12V. Đây là các bạn là nguồn không có. Đây thì người ta đã hàng sẵn cho mình này. Chú ý về chiều này, chiều đầu dắt nhé, có cái khuyết này. Cảm ơn. Đây có thêm một khay này. Cây này là điều chỉnh ngày giờ, cắm theo quyết nhé. Đây là phim bấm này. Ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn này. Nguồn vào thì đắp để thanh trên mạch sẽ ở chế độ test led. Thì cái này mình muốn điều chỉnh ngày giờ ấy, thì mình giữ mức tần 2 cho khoảng tầm 3-5 giây. Mình giữ này. Còi sẽ kêu nhá, xong led sẽ nháy. Đặt nháy. Đặt nháy thì hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 06, ngày 06 không? Thì mình di chuyển này. Các bạn xem bức tường luôn nhé. Ok, 06 nha, mình di chuyển này. Sang đây. Sau khi mình cài đặt ngày giờ xong ấy, thì đồng hồ nó sẽ chạy hiển thị này. Bây giờ viên pin này nó sẽ có tác dụng khi mà mình rút nguồn ra nhé, thì giờ nó sẽ lưu. Còn nếu như mình không để pin này, thì khi mất điện ở nguồn 12V này thì giờ nó sẽ bị mất. Đây mình chân thử cho các bạn xem. 16:07 nhé. Cắm lại. Đấy. Bây giờ mình check cho các bạn xem cái viên pin này nhé. Pin bây giờ là tháo ra rồi thì giờ nó về không hết. Đấy. Bạn thấy chậm. Nhiệt độ. Nhiệt độ thì nó vẫn đọc. Đây con trở nhiệt. Mình dẫn vào trở nhiệt tăng giờ này. Okay, chậm. Mình lắp lên pin này. Nghe âm này thì nó sẽ tự động cập nhật khi mà mình cập nhật đúng ngày dương và ngày tháng dương nhé.
vừa qua mình đã hướng dẫn các bạn về cái mạch định vạn niên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.